kính lãnh lễ chư tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư quý vị đang tham gia khóa cứu kinh. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, kính tri ân chư tăng quý vị chờ đợi trong giây lát. Dạ, cũng chuẩn bị đến mùa lễ Vu Lan rằm tháng 7 thì việc chùa cũng hơi bận rộn một tí xíu, nhất là bản thân Tịnh Đạt cũng phải đích thân đi chuẩn bị về cái phần quà từ thiện ở trong rằm tháng 7, cho nên thời gian cũng hơi gấp rút một tí xíu. Dạ, kính ơn tri ân quý vị đã cho biết đã chờ đợi trong giây lát. Dạ, ngày hôm nay chúng ta diễn đạt pháp cơ kinh tiếp tục với cái lớp học ôn tập cuối tuần, câu kệ ngôn pháp cú số 163 và câu pháp cú số 164, Phỏng tự ngã Atawaka. Dạ, kính thỉnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng hành lễ tam bảo một cách tốt nhất. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sukhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ, một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ, hôm nay thì chúng ta tiếp tục ôn tập với hai câu kệ ngôn pháp cú số 163 và 164, phẩm Atawaka, phẩm tự ngã. Với hai câu kệ ngôn pháp cú này thì chúng ta sẽ được tìm hiểu về cái ý nghĩa cũng như là cái duyên sự đã được nghe giảng dạy nhiều lần ở trong diễn đàn pháp cú kinh, và hôm nay thì chúng ta được có cái duyên để mà tự mình ôn tập lại. Đối với cái kinh pháp cú này, thực sự với quý vị, chúng ta học hoài cũng không hết mà tu hoài cũng không có hết, bởi vì đây là những cái câu kệ ngôn pháp cú Đức Phật ngày dạy từng trường hợp khác nhau, từng khía cạnh trong cuộc sống khác nhau, từ cái việc đó là vị thánh tăng A-la-hán cho đến những người ngoại đạo, cho đến những cái lúc mà tán dương về ân đức của chư Phật, cho đến những cái hoàn cảnh xảy ra bởi cái việc đó là những cái khó khăn xảy ra trong cái Phật giáo thời kỳ Đức Phật. Cho nên đây là những cái bài học mà chúng ta cứ học hoài, học mãi, và những cái kinh nghiệm thực tế để chỉ cho cái lỗi lầm, cũng như là những cái bài những cái câu nói Đức Phật ngài nói để làm cho sáng tỏ, dứt trừ cái hoài nghi. Và trong hai câu kệ ngôn pháp cú hôm nay chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy những cái trục khác nhau ở một cái cạnh khác liên quan đến ngài Devadatta và ngài một vị tỳ khưu tên là Kala. Một lát nữa thì chúng ta sẽ được ôn tập chánh kinh cũng như là cái duyên sự tóm tắt để chúng ta gợi nhớ lại những cái bài học mà chúng ta đã từng học, đã từng nghe. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu cho buổi ôn tập. Atawaka, phẩm tự ngã, câu kệ ngôn pháp cú số 163. Sukaka suka sukarani asathuni ata no ahitani cha yang wehi tanja satu satun cha tang we barama dukarang sukarani asathuni ata no a
tani cha yang we tan cha sa thun cha tang we parama dukkha rang. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Câu số 164. Yo sa sa nang arahatang ariyanang tamma jivinang batiko sati dumme to dithin nisaya babikang pani kata kasewa ata khanyaya palati yo sasanang arahatang ariyanang tamma jivinang batiko sati dumme to dithin nisaya babikang palani kat tha kasewa ata khanyaya palali palati. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh màng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh màng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu, nhà Sa Thú, Sa Thú Lành Thai. Dạ. Cảm ơn bác Quách Thanh Á đã hỗ trợ post bài. Tiếp theo sau đây thì xin kính mời quý vị chúng ta cùng ôn tập hai câu kệ ngôn 163, 164 và cái duyên sự tóm tắt liên quan đến hai câu kệ ngôn pháp cú này. Như chúng ta đã tìm hiểu đó là những cái câu kệ ngôn pháp cú này đó có những cái bài học riêng cá nhân, từng trường hợp riêng biệt, nhưng cố gắng làm sao mà chúng ta nhìn vào trong đó từ cái nghĩa lý của pháp cú, từ cái duyên sự mà chúng ta rút được cái bài học cho riêng mình, thì lúc đó việc học Phật pháp chúng ta sẽ thấy có cái sự lợi ích và chúng ta có cái niềm vui để mà chúng ta tiếp tục chúng ta tìm hiểu, tiếp tục để chúng ta lắng nghe cái sự giảng dạy. Bây giờ xin kính mời vị đầu tiên để mà ôn tập cho hai câu kệ ngôn pháp cú này ạ. Và xin kính mời cô Rạng Đông. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 163. Sukara ni asa thu ni atano ahita ni cha yang quê hi tan cha sa thun cha tăng quê parama dukkha rằng. Sukara ni asa thu ni atano ahita ni cha yang quê hi tan cha sa thun cha tăng quê parama dukkha rằng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Dễ làm đọc duyên sự câu 163. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Venuvana, đề cập đến tỳ khu Đê Quá Đáp Tá. Tỳ khu Đê Quá Đáp Tá xuất gia với Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này,
Tỳ khu đê quá đáp tá tuyên bố sẽ hành lễ bố phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, Tỳ khu đê quá đáp tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình, nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Và hết câu 163. Sau đây con xin kính đọc câu 164. Yo sa sa năng arahatang ariya năng tham ma chi huy năng batik cô sa ti đùm mê thô đức thân nít sa giá bà bí cần phá là ni cáp thá cáp xê quá áp ta khăn nhà giá bà lá tí. Yô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma trì quy năng ba tích cô sa ti đùm mê thô đức thân nít sa giá bà bí cần phá là ni cáp thá cáp xê quá áp tá hành nhà giá phàm lá tí. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mà quả tự hoại diệt. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Ngài Thích Minh Châu. Dạ thưa, sau đây con xin kính đọc duyên sự câu 164. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Chê Táo Quá Ná Quý Hà Rá, đề cập đến trưởng lão Ca Lá. Thầy là vị tỳ khu có tánh ganh tị và sợ mất thí chủ, đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên, bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch với Đức Phật. Xin Đức Phật đừng dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên. Người thiểu trí chấp theo tà kiến, quấy ác, miệt thị giáo pháp của chư Phật, như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ hết. Kính cảm ơn huynh Vatanara Mosbai. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, sa thú xít rằng đông. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 163. Sú cá ra ní á sa phu ní át pa nô á hí ta ní chá văn quê hí tâm chá sa đùm sa thùm chá tăng quê pa rá má đúc cá răng. Sú cá ra ní á sa phu ní pa nô á hí ta ní chá văn quê hí tâm chá sa thùm chá tăng quê phá rá má đúc khá răng, đúc cá răng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng khó làm. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng khó làm.
bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin đọc câu Phật kệ, kệ Pháp Cú, Duyên sự kệ Pháp Cú số 163. Kệ Pháp Cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại quê Lú Quá Ná, đề cập đến Tỳ Khu Đê Quá Đát Tá. Tỳ Khu Đê Quá Đát Tá xuất gia với Đức Phật, nhưng lại có những ý nghĩ, nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình, và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này, Tỳ Khu Đê Quá Đát Tá tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, Tỳ Khu Đê Quá Đát Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng: người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình, nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Và hết. Con xin đọc câu Pháp Cú 164. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quý năng pa tít cô sa tí đùm mê thô đít thiên nít sa giá pa pí căng pa la ni cát thá cát xê quá át tá gần nhà giá bá lá tí vô sa xá năng á rá há tăng á rí gia năng thầm má chi quý năng bá tít cô xá tí đùm mê thô đít thiên nít xa giá ba tí căng bá la ní cát thá cát quê quá cát xê quá ác tá gần nhà giá phá đá tí kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc a la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh chánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Duyên sự câu kệ Pháp Cú 164. Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná, Quý Ha Rá đề cập đến trưởng lão Ca Lá. Thầy là một vị tỳ khu có tánh ganh tị và sợ mất. Thí chủ đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch với Đức Phật: xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu, mà hãy đổi đề tài thời pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên. Người thiểu trí chấp theo tà kiến quấy ác, miệt thị giáo pháp của chư Phật, như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ hết. Dạ, cảm nhân đã đọc bài xong. Mến mời bằng tay của Pháp Nguồn Lộc Cai. Dạ, con cảm ơn cô Cẩm Vân ạ.
Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con xin kính lễ Cô Tu Nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Nhung Phạm, cô Giảng Đồng chưa biết tín hiệu âm thanh tốt. Cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Dạ, con cảm ơn chú Bát Thân Á. Con xin phép được đọc bài Câu Pháp Cú 163. Sukara ni asa thu ni attano a attano ahita ni cha yang we hi tang cha sa thun cha tang we para madukka rằng dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép chắc đọc phần duyên sự. Dạ, duyên sự có pháp cú 163. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Quế Ru Quá Ná. Về đề cập đến Tỳ Đê Ta Đắc Tá Đê Quá Đắc Tá Tỳ Khưu Đê Quá Đắc Tá xuất gia với Đức Phật, nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối Đức Phật. Riêng trong lần này, Tỳ Khưu Đê Quá Đắc Tá tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn. Hơn thế nữa, Tỳ Khưu Đê Quá Đắc Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây ra tai họa cho mình, nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Dạ hết. Con xin đọc tiếp câu Pháp Cú 164 ạ. Yo sa sa nang arahatang ariya nang dhamma chi huy nang pati patik ko sati dumme tho itting nisa ya pa pi kang pala nikat thakat se qua attakhan nya ya pa lati. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc Thánh, bậc Chánh Mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Ha Rá, đề cập đến trưởng lão Ca Lá. Thầy là vị tỳ khưu có tính ganh tị và sợ mất thí chủ, đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên, bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch với Đức Phật: xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên: người thiểu trí chấp theo tà kiến, quấy ác miệt thị giáo pháp của chư Phật, như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ hết ạ. Con xin phép được dâng mic lên cô Trần Đạo ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ Cô Tu Nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 163. Sukarani asathuni attano ahitani cha yang vehi tang cha sa thun cha
tăng vê ba ra mà đúc kha răng su ca ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha dặn vê hi tăng cha sa thu cha tăng vê ba ra mà đúc kha răng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Vê Lú Quá Ná, đề cập đến tỳ khu Đê Quá Đát Tá. Tỳ khu Đê Quá Đát Tá xuất gia với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này, tỳ khu Đề Qua Đát Tá tuyên bố sẽ làm hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, tỳ khu Đề Qua Đát Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia nhưng đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình, nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Câu Kinh Pháp Cú số 164. Dù sa sa năng a ra ha tăng a ri ya măng tham ma chi vi năng bà tích cô sa tì thâm mê thô đích tinh ni sa và bà bi căng bà la ni căn thà ca sê hoa a ta ga nha và pha lan ti dù sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng thâm ma chi vi năng bà tích cô sa tì thâm mê thô đích tin ni sa và ba bi căng và la ni căn thà ca sê quá áp ta gan nha và pha li ta nhà pha la ti kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự quả diệt. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài an ngự tại Chetavana Vihara, đề cập đến trưởng lão Kala. Thầy là vị tỳ khu có tính ganh tị và sợ mất thí chủ, đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên, bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch với Đức Phật: xin Đức Phật dừng việc giảng giải giáo pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên: người thiếu trí chấp theo tà kiến quấy ác miệt thị giáo pháp của chư Phật, như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ, cảm ơn Huynh Quá Thana và chị Đăng Đông đã bắt bài ạ. Dạ, cô xin gửi mic lại cho Sức Quang Thanh ạ. Sa thú Phụng ạ. Và con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con cảm ơn Đại Đức Tịnh Đạt đã cho nghe tín hiệu rõ. Con xin đọc bài câu pháp cú 163. Con cảm ơn chú Bác Khả Ná đã bóc bài. Sukarani asatuni Atano ahitani cha rằng quê hi tanh cha sa thông cha tăng quê ba ra mà đúng ca rằng dễ làm các điều ác
dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại quê Lú Quá Ná, đề cập đến tỳ kiêu Đê Quá Đát Tá. Tỳ kiêu Đê Quá Đát Tá xuất gia với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối Đức Phật. Riêng trong lần này, tỳ kiêu Đê Quá Đát Tá tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, tỳ kiêu Đê Quá Đát Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình, nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Dạ, câu 164. Dù xa xa năng à ha à ra ha tăng à ri ra năng thầm ma chi quy năng bà tích cô xa tỷ đu mê thô đi tinh đi xa ra ba bi căng và la ni ca thả ca xê quá a ta canh nga ra phan la tì. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả, như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Nick Trung Châu. Câu kệ 100, duyên sự của 164. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná, Quý Tha Rá, đề cập đến trưởng lão Ca Lá. Thầy là vị tỳ khưu có ganh tị và sợ mất thí chủ, đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu. Mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch Đức Phật, xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên: người thiếu trí chấp theo tà kiến, quấy ác nghiệt, miệt thị giáo pháp của chư Phật, như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ, con xin hết, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú Xích Quang Thanh ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin bài câu pháp cú 163. Con kính cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Sukatani asatuni atano ahitani cha yangwe hitan cha satung cha tangwe parama dukkha rằng: dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin đọc duyên sự câu pháp cú 163. Con cảm ơn cô Dạng Đông ạ. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại quê Lú Quá Ná,
đề cập đến tỷ khưu Devadatta. Tỷ khưu Devadatta xuất gia với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này, tỷ khưu Devadatta tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, tỷ khưu Devadatta còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp, gây tai họa cho mình, nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Đã hết câu 163, con xin đọc câu 164 ạ. Yo sa sát năng arahatang ariyanang thamma chi vi năng patiko sati dummetho ditting nisaya papikang phát là ni katha kasewa atta khanyaya phan lati. Kẻ ngu si mệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Câu duyên sự câu 164. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Chetawana Vihara. Vihara đề cập đến trưởng lão Kala, thầy là vị tỳ khưu có tính ganh tị và sợ mất thí chủ, đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch với Đức Phật, xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên, người thiểu trí chấp theo tà kiến quấy ác miệt thị giáo pháp của chư Phật, như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Con xin mời cô Tuệ Duyên ạ. Dạ con cảm ơn cô Dạ Đông ạ. Sa thú cảm ơn Nhung Phạm. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lĩnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ tường tập linh hạnh đại đại đức trời đức, kính lễ quý cô tu nữ cô Như Pháp và trân chào quý thiền nam tín nữ. Thì bây giờ Thủy Duyên xin kể kính pháp cú số 60. Cảm ơn quân đạo bác. Ukarani phuni no ta ni cha yang we tan cha sa thung cha tang we paramat duk ka rang sukarani asa tu ni atano ni cha we cha sa tăng quê pa ra mà đục ca rằng để các điều ác dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Chê Lú Quá Na, đề cập đến tỳ khưu Đê Quá Đắc Tá. Tỳ khưu Đê Quá Đắc Tá nghe với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này, tỳ khưu Đê Quá Đắc Tá tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, tỳ khưu Đê Quá Đắc Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác
thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình. Nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Hết câu kệ ngôn 163. Bây giờ tới 164. Dù sa năng arahatang adhya năng tham chi vi năng batikku dumme tho dinnisa yappa bikan palani katakase wa attaganya yappa lati yo sa sa nang a ra tang a di ya nang tham ma chi vi nang ba tích cô sa ti đâm mê thô nên sa già ba bi căng và la ni ca tam ta ca sa a ta gan nha và ba la ti kẻ ngu si miệt thị la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hòa diệt. Phổ thơ Hòa thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quán Á Quý A Rá đề cập đến trưởng lão Ca Lá. Thầy là một vị tỳ khưu có tỳ và sợ mất thí chủ, đã thuyết một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên, bà tín nữ đã không làm lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch với Đức Phật, xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên. Người thiểu trí chấp theo tà kiến, quấy ác miệt thị giáo pháp của chư như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ, đã hết duyên sự. Cảm ơn Quách Thanh Ái và chị Rạng Đông đã bắt bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Vinh Quách Thanh. Sa thu lần thầy cô tu nữ tế duyên. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sẵn Thà Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kệ kinh pháp cú số 163-64 cùng duyên sự. Kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp cùng toàn thể đạo tràng cho biết nghe rõ. Dạ, cần kính là tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con xin kệ trước bài kinh pháp cú số 163. Sukarani asathuni attano ahitani cha yang ve hitan cha satun cha tang ve paramadu karang. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Bản dịch của ngài Minh Châu. Kể pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến tỳ khưu Devarata. Tỳ khưu Devarata xuất gia với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật.
Riêng trong lần này, Tỳ Kheo Đê Va Đát Ta tuyên bố sẽ hành lễ phát đồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, Tỳ Kheo Đê Va Đát Ta còn lôi các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng, người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình, nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Câu 164. Yosa sanang arahatang ariyanang khamma chivinang patiko sati dumme tho Dithin nisaya papikang palani kata kasewa atta khanyaya palati. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc Thánh, bậc Chánh Mạng, chính do ác kiến này như của loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Chetavana Vihara. Đề cập đến trưởng lão Kala, thầy là một vị tỳ khưu có tính gan tị và sợ mất thí chủ, đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch với Đức Phật, xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu, mà hãy đổi đề tài thời pháp và giảng về đức bố thí và chỉ giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên, người thiểu trí chấp theo tà kiến quấy ác miệt thị giáo pháp của chư Phật, như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ hết, con xin được xuống mic. Kính mời cô tu nữ niệm pháp với Đức Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Bát Thanh Đạt Nam Mô Bụt Tha. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Sẵn Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ con thấy hết giờ rồi nên con muốn để cho Đại Đức Tịnh Đạt và kết thúc bài học ngày hôm nay, nên con xin phép được trốn học và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung kính Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan thị trở lại tăng đàn để chúng con được nghe phần đúc kết ngày hôm nay. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ sa thú lành thai. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ một lần nữa chúng tôi được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, nhất là lớp học ôn tập cuối tuần này. Dạ chúng ta cũng hết giờ sinh hoạt rồi, thì hai câu kệ ngôn Pháp Cú này đó, quý vị thông cảm cho, tức là đang có khóa tu mùa hè trên các siêu nhỏ, ở hơi đông, hơi ồn tí xíu. Câu số 163, 164, phẩm tự ngã ta quốc gá. Nói về những câu kệ ngôn nói về việc mà liên quan đến việc làm thiện hay là làm ác của bản thân mình, gây hại hay là có kết quả tốt đẹp về sau. Ở trong hai câu kệ ngôn mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay đó, thì đáng chú ý đến đó là câu kệ ngôn số 164 và 164 của trưởng lão Ca Lá. Với tính ganh tị và sợ mất thí chủ, tại vì điều này là điều không phải chỉ là riêng người xuất gia, mà người tại gia chúng ta cũng rất là dễ bị mắc phải.
ở đây Tịnh Đạt muốn mở rộng ra tí xíu, đó là ở trong văn hóa Việt Nam mình chúng ta có cái câu đó là ăn cây nào rào cây nấy. Đó là một cái cách sống chu đáo, biết nhìn trước, biết nhìn sau. Nhưng thưa quý vị rằng với cái tính ganh tị và sợ mất bạn hữu đó, mà sợ mất ở đây là sợ mất là cái người đó đi đến học đạo hay là đi đến nói chuyện với một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn mình, mình tìm cách để ngăn cản, thì cái điều đó quả là một cái tai hại cho chính bản thân người đó và những người thân cận với người đó. Quý vị thấy rằng với cái sự ngăn cản đó làm cho bản thân mình và cái người bạn của mình không có được tiến hóa, không có được cái sự lợi ích. Giống như là bây giờ mình có thiện cảm với cái ngôi chùa A, mình muốn giữ bản thân người cư sĩ, đừng nói là cái người các vị xuất gia trong chùa, bản thân người cư sĩ cũng muốn lôi kéo những cái người Phật tử đi đến cái ngôi chùa A giống như mình, để mình có thiện cảm. Nhưng mà cái người đó lại không có thích hợp với ngôi chùa A đó. Thích hợp ở đây là cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái không gian cũng như là cái đối tượng mà bị đó tiếp xúc, và mà chỉ thích hợp với ngôi chùa B. Tuy rằng ở xa, tuy rằng là ít có thời gian đi đến, nhưng mà cái người này lại kéo, lôi kéo và tìm cách để mà chê bai, hạ bệ hay là khuyên là đừng có đi đến ngôi chùa B. Rồi riết một thời gian sau thì cái tâm đạo của người bạn của mình á, nó mất dần và không còn đi chùa nữa. Thì phải đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Đó là cái bài học mà chúng ta có thể rút ra được cho bản thân mình. Khi mà một người có cái ý định làm thiện, có một cái ý định để mà học hỏi cái điều hay lẽ phải, thì mình cần phải tạo mọi cái điều kiện. Ở đây là người bạn hay là người trong gia đình mình, người chồng, người vợ, người ông, người bà, người con, người cháu, có cái ý định đi chùa, có cái ý định đi nghe pháp, có cái ý định đi học cái điều hay lẽ phải, thì mình phải khuyến khích. Mình chỉ ngăn cản là khi nào mà thấy có cái sự nguy hiểm, thấy có cái sự bất lợi, thì đó là cái người mà cái tính cách mà chúng ta cần phải hướng đến. Cho nên cái điều câu này chúng ta đọc á, chúng ta duyên sự chúng ta đọc á, thì chúng ta chỉ thấy rằng cái vị tỳ kheo ca lá này có tính như vậy, ích kỷ nhỏ nhen. Nhưng mà khi mở rộng ra bản thân mình cũng có thấy là mình cũng có hình ảnh ngài trưởng lão ca lá ở trong đó. Cho nên chúng ta cũng phải rút ra bài học cho riêng mình là như vậy, chứ không phải đợi khi mà chúng ta xuất gia chúng ta gặp trường hợp giống như là tỳ kheo ca lá chúng ta mới áp dụng. Dạ, đó là những gì mà Tịnh Đạt rất là mong mỏi, cũng rất là cố gắng để mà trong những mỗi cái bài chia sẻ liên quan tới Pháp Cú và những cái bài ôn tập, Tịnh Đạt muốn hướng đến để cho quý vị thấy rằng mỗi một cái bài học như vậy chúng ta đều thấy chúng ta trong đó, thì lâu ngày dài tháng chúng ta sẽ tìm được những cái lợi ích qua những cái kinh nghiệm thực tế và những cái bài học thực tế, và chúng ta áp dụng những cái câu này. Thí dụ như là chúng ta áp dụng được khi mà chúng ta thấy rằng mình có cái tính ganh tị và muốn giữ người khác lại, đừng cho đi qua cái người đó đi tìm những cái bạn mới. Chúng ta phát hiện như vậy là chúng ta thấy giống một cái câu chuyện, câu kệ ngôn Pháp Cú 164, chúng ta nhớ lại. Kẻ ngu si miệt thị giáo bậc la hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao, mang quả tự hoại diệt. Nếu mà chúng ta làm theo cái cách này thì chúng ta là những người tự hại mình với cái tư tưởng, với cái khuynh hướng đó là mình tự hại mình và hại luôn người khác. Và hôm nay thì chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn 163 và 164. Một lần nữa chúng con xin được tri ân Chư Tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn cho đến giờ phút này. Xin kính chúc Chư Tăng và tất cả quý vị luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bụt-thà-giá. Và kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn. Cô Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân.